Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga điều tra vụ máy bay chở trùm Wagner rơi thế nào? Dù tuyên bố điều tra vụ máy bay rơi khiến lãnh đạo tập đoàn PMC Wagner không qua khỏi, Nga vẫn chưa xác nhận một cách chính thức về sự ra đi của ông trùm Prigozhin. Theo RT, các quan chức cấp cao của Nga đã bày tỏ lời chia buồn về vụ tai nạn máy bay tư nhân của PMC Wagner cùng ông trùm tập đoàn Yevgeny Prigozhin. Tuy nhiên, cho đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa chính thức xác nhận Prigozhin đã không qua khỏi trong vụ tai nạn hôm 23 tháng 8 tại vùng Tver. Lời chia buồn. Ngày 24 tháng 8, khi bình luận về vụ tai nạn máy bay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại mối quan hệ hữu hảo của ông và Yevgeny Prigozhin. Ông Putin nhấn mạnh công ty Wagner làm được nhiều điều tốt cho nước Nga. Nhà lãnh đạo cũng đưa ra những lời khen đối với ông Prigozhin. Theo Tổng thống Nga, Prigozhin là một con người có đường đời phức tạp, đã mắc những lỗi lầm nghiêm trọng, nhưng cũng tạo ra những thành quả cho bản thân cũng như sự nghiệp chung. Còn Trung tướng Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, nhấn mạnh tình bạn trong quá khứ giữa ông và Prigozhin. Ông Kadyrov nói những thành tựu của Prigozhin là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, ông Kadyrov cũng nhận xét, thời gian gần đây ông ấy hoặc không thấy hoặc là từ chối nhìn thấy bức tranh rộng lớn hơn. Tôi đã hối thúc ông ấy từ bỏ tham vọng cá nhân, nhưng Prigozhin tìm cách có được những thứ mà ông ấy muốn. Nghị sĩ Leonid Slutsky, lãnh đạo Đảng Dân tộc Cánh hữu Dân chủ Tự do của Nga nói, mặc dù thi thoảng giữa ông và Prigozhin có sự đối lập về quan điểm, nhưng cả Prigozhin và Wagner đã làm được nhiều việc để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Vụ tai nạn bất ngờ. Chiếc máy bay Embraer 135 BG Legacy 600 được cho là thuộc về ông Prigozhin đã bị rơi ở vùng Tver khi đang bay từ Moscow tới Saint Petersburg hôm 23 tháng 8. Toàn bộ 10 người trên máy bay đều không qua khỏi. Theo thông báo của giới chức Nga, danh sách hành khách trên chiếc Embraer có Prigozhin và một số lãnh đạo Wagner, bao gồm cả phó lãnh đạo, đồng sáng lập Dmitry Utkin. Một số mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy cách điểm rơi chính tới vài km, cho thấy máy bay có thể đã phát nổ ở trên cao. Hoạt động điều tra. Tổng thống Putin cam kết giới chức Nga sẽ đi đến tận cùng để xác định những gì đã xảy ra với máy bay thương mại của Prigozhin. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng những bước đi cần thiết như xét nghiệm ADN sẽ mất thời gian. Theo hãng truyền thông RBK, việc điều tra được giao cho Ivan Sibula, một điều tra viên cao cấp, trước đó đã chỉ đạo các cuộc điều tra đối với nhiều tai nạn hàng không được dư luận chú ý nhiều ở Nga. Đội ngũ của Ivan Sibula từng tham gia điều tra vụ rơi một máy bay phản lực tư nhân vào năm 2014 tại sân bay Vnukovo ở Moscow, khiến Christopher de Manche, tổng giám đốc của hãng dầu lửa Total của Pháp, không qua khỏi. Ông Sibula cũng điều tra vụ hạ cánh khẩn cấp của chuyến bay Aeroflot 1492 vào năm 2019, với hậu quả là 41 người không qua khỏi. Ủy ban điều tra Nga đang xem xét vụ tai nạn hàng không ở Tver theo hướng vi phạm an toàn bay. Đây được coi là tội hình sự ở Nga. Khu vực quanh điểm rơi máy bay của Prigozhin đã được cơ quan thực thi pháp luật khoanh vùng. Các nhà báo đưa tin về hoạt động cứu hộ cho hay, việc tìm kiếm bằng chứng phục vụ điều tra vẫn tiếp tục cả ngày lẫn đêm. Có người đứng sau vụ máy bay rơi. Giới chức Nga chưa xác nhận có âm mưu nào đằng sau tai nạn này, nhưng hiện có nhiều đồn đoán về sự kiện này từ cả bên trong và bên ngoài nước Nga. Sau vụ tai nạn, truyền thông phe đối lập ở Nga lập tức chỉ trích chính phủ, tố Moscow đã sát hại Prigozhin để trả thù cho việc ông này từng chỉ đạo cuộc bạo loạn cách đây 2 tháng, ngày 24 tháng 6. Tổng thống Putin từng gọi cuộc nổi loạn của Wagner là hành động phản bội và là nhát dao đâm sau lưng đất nước. Khi được hỏi về việc Prigozhin được cho là đã không qua khỏi, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các nhà báo, việc gì cũng có thể xảy ra ở Nga, nhưng Biden cũng thừa nhận ông không biết một cách chắc chắn điều gì đã xảy ra. Lầu Năm Góc cũng bác bỏ các tuyên bố ban đầu của truyền thông Mỹ cho rằng một tên lửa phòng không có thể đã bắn hạ chiếc máy bay được chở Prigozhin. Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá giả thuyết này là không chính xác, theo phát ngôn viên Patrick Ryder. Dù vậy, ông Ryder cho biết quân đội Mỹ vẫn tin rằng có khả năng Prigozhin đã không qua khỏi trong vụ rơi máy bay. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 25 tháng 8 nói rằng các nỗ lực của phương Tây nhằm đổ tội cho chính phủ Nga là những lời dối trá tuyệt đối và không dựa trên bất cứ sự thật nào. Một số nguồn tin do truyền thông Nga dẫn lại gợi ý rằng chiếc máy bay có thể đã bị một quả bom gài lên phá hủy trong không trung. Một số ám chỉ rằng phi công riêng của Prigozhin đã không có mặt trên máy bay hiện mất tích và có thể là thủ phạm.
với những chiến tích của Wagner trong chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022, ông Yevgeny Prigozhin đã được thưởng huân chương cao nhất của nhà nước Nga để ghi nhận vai trò của ông trong hoạt động quân sự tại Ukraine. Cuộc nổi loạn do Prigozhin phát động vào tháng 6 năm 2023 dừng lại sau khi ông Prigozhin chấp nhận thỏa thuận do Belarus làm trung gian. Theo đó, ông và các chiến binh trung thành của mình được phép rời khỏi Nga an toàn. Ngay trước khi xảy ra vụ rơi máy bay, Prigozhin tuyên bố ông có ý định tập trung vào hoạt động ở châu Phi, nơi mà Wagner vẫn còn sức ảnh hưởng. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ máy bay chở ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin rơi ở tỉnh Tver nằm về phía bắc Moscow vào tối 23 tháng 8 theo giờ địa phương vừa qua, đang thu hút được sự quan tâm của dư luận toàn cầu. Dù đến nay sự kiện này vẫn còn chưa được xác minh rõ ràng, song chắc chắn rằng sự thiệt mạng của ông trùm Wagner sẽ tác động phần nào tới một số vấn đề nóng hiện nay của đất nước Nga và một số nước liên quan. Sở dĩ nói như vậy là bởi đến thời điểm hiện tại, thông tin về ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, vẫn còn được cho là có nhiều ẩn khúc, đặt ra nhiều dấu hỏi hoài nghi về nguyên nhân vụ việc. Sở dĩ nói đến sự ra đi của ông trùm Wagner là bởi đến thời điểm hiện tại, thông tin về ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, vẫn còn phải chờ đến sự kiểm chứng cuối cùng là xét nghiệm ADN. Nhân vật này cùng ông Dmitry Utkin có tên trong danh sách 10 người trên máy bay Embraer Legacy 600 số hiệu RA-02795 di chuyển từ Moscow đến Saint Petersburg ngày 23 tháng 8. Theo đó, chuyên cơ này đã rơi xuống vùng Tver, cách Moscow 300 km. Toàn bộ hành khách đã thiệt mạng. Đến thời điểm hiện tại, công tác điều tra xác minh vẫn đang được làm rõ. Tuy nhiên, theo thông tin từ kênh Telegram VCHK-OGPU, cơ quan giám định pháp y của vùng Tver cho rằng, có hai thi thể trên chuyến bay được cho là của lãnh đạo Wagner. Một chỉ huy cấp cao của tập đoàn cho biết một trong các thi thể có bàn tay trái thiếu một đốt ở ngón áp út, tương tự ông Yevgeny Prigozhin. Al Jazeera Qatar dẫn nguồn tin cho biết một chiếc điện thoại được cho là thuộc về người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cũng được phát hiện gần thi thể. Trong khi đó, ông Utkin dường như được nhận dạng thông qua nhiều hình xăm trên cơ thể của mình. Hiện Nga vẫn chưa xác nhận ông Prigozhin đã thiệt mạng sau chuyến bay nêu trên hay không. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 8, Tổng thống Vladimir Putin đã lần đầu lên tiếng về vụ tai nạn trên. Tôi đã biết ông Yevgeny Prigozhin từ rất lâu, kể từ đầu những năm 1990. Ông ấy là một người đàn ông có số phận phức tạp và đã từng phạm những sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời. Tuy nhiên, ông ấy cũng đã đạt được những thành công nhất định đối với bản thân và cả sự nghiệp chung. Ông ấy là một doanh nhân tài năng. Ông ấy không chỉ thành công khi làm việc ở đất nước Nga, mà còn cả ở nước ngoài, đặc biệt là ở châu Phi, trong các phi vụ liên quan đến dầu khí, kim loại, đá quý ở đó. Mặc dù không xác nhận cái chết của người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, song ông chủ Điện Kremlin đã chỉ ra rằng dữ liệu điều tra ban đầu cho thấy dường như nhân viên Wagner cũng ở trên chuyến bay. Gửi lời chia buồn tới gia đình họ, ông Putin khẳng định những người này đã đóng góp đáng kể vào nỗ lực chung trong xung đột tại Ukraine và nước Nga sẽ không lãng quên sự cống hiến đó. Đối với vụ tai nạn rơi máy bay, tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của tất cả các nạn nhân. Đó thực sự là một thảm kịch. Quả thực nếu có và theo thông tin điều tra sơ bộ, nhiều thành viên khác của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cũng có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng những người này cũng đã có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp chung của đất nước Nga và trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong khi đó, phương Tây vẫn tỏ ra hoài nghi về nguyên nhân vụ việc. Ukraine phủ nhận liên quan tới vụ việc này. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không bất ngờ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Trung tướng Pat Ridder đã phủ nhận thông tin máy bay đã trúng tên lửa đất đối không. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và người phát ngôn chính phủ Pháp Olivier Véran lại bày tỏ nghi vấn về vai trò của Nga liên quan tới vụ rơi máy bay này. Những nghi ngờ trên là có thể hiểu được khi vẫn còn rất nhiều thông tin quanh vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Thứ nhất, chiếc Embraer Legacy 600 gặp nạn vừa qua chính là chuyên cơ đã chở ông Yevgeny Prigozhin tới Belarus sau cuộc nổi loạn binh biến vừa qua tại Nga vào hồi tháng 6. Thứ hai, đó là hành trình đặc biệt của chuyến bay. Theo ông Ian Pechenik thuộc Flyradar24, chuyên trang theo dõi các chuyến bay, trong phần lớn hành trình không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay này gặp trục trặc. Tuy nhiên, chiếc máy bay này đã bất ngờ thay đổi độ cao liên tục trước khi đột ngột lao thẳng đứng, giảm độ cao hơn 2.440m trong vòng nửa phút. Đoạn video ghi lại cho thấy dường như máy bay đã hỏng cánh chính, quay nhiều vòng trước khi rơi nhanh. Thứ ba, một chiếc máy bay thứ hai có liên quan tới Wagner mang số hiệu RA-02787 đã cất cánh ở Moscow ngay sau chiếc RA-02795. Tuy nhiên, ngay sau khi có tin tức về vụ tai nạn, chiếc này đã quay đầu và hạ cánh ở sân bay tại Moscow. Hiện chưa rõ vai trò, mối liên hệ giữa chiếc máy bay này tới vụ tai nạn nêu trên.
Ngoài ra, chắc chắn rằng sự ra đi của lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner sẽ tác động nhất định tới một số vấn đề nóng hiện nay. Đầu tiên, gần như cùng lúc với vụ rơi máy bay liên quan trùm Wagner, tướng Sergei Surovikin, cựu tư lệnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và có quan hệ mật thiết với tập đoàn quân sự này, đã bị cách chức tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Việc hai nhân vật có vai trò quan trọng trong xung đột tại Ukraine đột nhiên biến mất có thể khiến chính trường Nga xáo trộn nhất định. Song mặt khác, đây có thể chỉ là những gợn sóng nhất thời. Thực tế cho thấy, sau cuộc nổi dậy của lực lượng Wagner vào hồi tháng 6 và chiến dịch sử dụng UAV để tấn công Moscow của Kiev, chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn đứng vững. Trong khi đó, lực lượng Wagner đã rút khỏi Ukraine từ tháng 5 và không trở lại. Người thay thế ông Surovikin, tướng Valery Gerasimov đã góp phần vãn hồi trật tự và củng cố vị trí phòng thủ của Nga tại các điểm nóng này, bao gồm cả Bakhmut. Ngoài ra, sự biến mất của ông trùm Prigozhin có thể khiến tình hình tại Belarus, nơi Wagner đang đóng phần lớn lực lượng, trở nên phức tạp hơn. Vào tháng 6, cựu phó nguyên soái không quân Anh Sean Bell từng nhận định, nếu trụ cột của nhóm là ông Yevgeny Prigozhin, thật khó để biết tổ chức này sẽ tồn tại ra sao trong tương lai nếu thiếu vắng nhân vật này. Theo các báo cáo gần đây, hàng trăm binh sĩ Wagner tại các căn cứ ở Belarus đã bắt đầu rời đi, phần vì không hài lòng với mức lương, trong khi một bộ phận khác đã chuyển sang hoạt động ở Tây Phi. Hiện lực lượng của tập đoàn này tại láng giềng Nga đã giảm 1/4 so với con số 5.000 người ban đầu. Tuy nhiên, nếu lực lượng Wagner tan rã, tàn dư từ lực lượng này có thể trở thành nhân tố gây bất ổn ở Belarus nói riêng và láng giềng nói chung. Cuối cùng, sự biến mất của ông Prigozhin cũng sẽ tác động không nhiều tới châu Phi, cụ thể là Mali, Sudan, Libya và Cộng hòa Trung Phi. Thực tế cho thấy, mặc dù có tiếng nói đáng kể tại những quốc gia này, song Wagner không phải thế lực nước ngoài duy nhất tại đây. Dù tác động từ vụ việc này là không nhiều, song gợn sóng nó để lại cùng nghi vấn xung quanh sự ra đi của ông trùm Wagner, ông Yevgeny Prigozhin vẫn sẽ tiếp tục được cộng đồng quốc tế quan tâm. Giữa bối cảnh sự ra đi của nhà lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin vẫn còn là dấu chấm hỏi. Khi chưa được xác minh một cách rõ ràng, thì mới đây, giới chức Nga thông báo đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn chở thủ lĩnh Wagner rơi ở tỉnh Tver hôm 23 tháng 8, khiến 10 người thiệt mạng. Cụ thể, Ủy ban điều tra Liên bang Nga SKR ngày 25 tháng 8 thông báo, điều tra viên đã tìm thấy các bộ lưu chuyến bay và đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đồng thời cũng đã thu thập các đồ vật cùng tài liệu quan trọng phục vụ xác định mọi tình tiết của vụ tai nạn. Bộ lưu chuyến bay hay hộp đen là thiết bị ghi trên máy bay nhằm phục vụ điều tra các tai nạn hoặc sự kiện liên quan tới phương tiện. Bộ lưu chuyến bay gồm hai thiết bị là máy ghi dữ liệu chuyến bay FDR và máy ghi âm buồng lái CDR. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cũng thông báo đang xét nghiệm ADN để xác định danh tính 10 nạn nhân trong vụ tai nạn. Họ chưa xác nhận trong số này có lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner Yevgeny Prigozhin hay không. Cơ quan này cho biết sẽ chỉ định các cuộc giám định pháp y cần thiết và khẳng định các điều tra viên sẽ kiểm tra cẩn thận tất cả các giả thuyết về những gì đã diễn ra. Trước đó, máy bay Embraer Legacy rơi vào ngày 23 tháng 8 gần làng Kuzhenkino thuộc tỉnh Tver khi đang trên đường từ Moscow tới Saint Petersburg. Trong danh sách 10 người trên máy bay có tên ông Prigozhin. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 8 đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân trong vụ rơi máy bay, trong đó có thành viên Wagner. Tuy nhiên, ông Putin không xác nhận liệu lãnh đạo Wagner đã thiệt mạng hay chưa, thay vào đó đề cập tới mối quan hệ với doanh nhân này. Trong cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 8, khi được hỏi về cáo buộc cho rằng Điện Kremlin liên quan tới vụ rơi máy bay, phát ngôn viên Dmitry Peskov nói rằng những điều đó hoàn toàn là dối trá. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Nga Putin cũng đã lên tiếng về vụ máy bay chở ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin rơi ở tỉnh Tver, nằm về phía bắc Moscow vào tối 23 tháng 8. Tuy nhiên, cho đến nay, thông tin ông Prigozhin thiệt mạng vẫn chưa được chính thức xác nhận. Điều này đã làm dấy lên nhiều suy đoán cho rằng ông trùm Wagner rất có thể vẫn còn sống và có thể đã không có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn, nhất là khi đây không phải lần đầu tiên vị thủ lĩnh Wagner được tuyên bố là tử vong trong một vụ tai nạn hàng không. Vào tháng 10 năm 2019, máy bay AN-27 rơi ở Cộng hòa Dân chủ Congo và ông Prigozhin được cho là có mặt trên chiếc máy bay này. Thế nhưng ông ấy xuất hiện bình an vô sự 3 ngày sau tai nạn. Daily Mail dẫn nguồn tin thân cận với ông Prigozhin cho biết dù máy bay gặp nạn là của ông, nhưng ông chủ Wagner thường sử dụng máy bay khác. Chiếc máy bay thứ hai liên quan đến ông trùm Wagner đã được theo dõi khi bay qua thành phố Saint Petersburg vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, làm tăng thêm suy đoán rằng ông Prigozhin có thể đã không có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn. Máy bay thứ hai được cho là đã hạ cánh xuống thủ đô Moscow. Tương tự, hãng thông tấn RIA Dovka có liên kết với ông Prigozhin cho rằng vẫn còn sớm để xác định ông Prigozhin đã thiệt mạng.
Theo hãng thông tấn RIA Dhaka, ông Prigozhin thường khiến mọi người bối rối bằng việc thay đổi kế hoạch di chuyển vào giờ chót. Tuy nhiên, những người ủng hộ lực lượng Wagner đã bày tỏ lòng tiếc thương đối với ông Prigozhin bên ngoài tòa nhà trung tâm Wagner ở thành phố Saint Petersburg sau tin tức về vụ tai nạn máy bay. Mặc dù nguyên nhân vụ tai nạn chưa rõ ràng, nhưng các kênh truyền thông xã hội Nga tràn ngập suy đoán rằng thùng rượu vang hảo hạng trên máy bay thực chất có thể là một quả bom ngụy trang. Cơ quan khẩn cấp địa phương cho biết tìm thấy thi thể nạn nhân từ đống đổ nát, nhưng trang Daily Mail không thể xác minh liệu ông Prigozhin có phải là một trong số nạn nhân hay không. Daily Mail còn dẫn tin, sau khi có tin ông trùm Wagner tử nạn, lính tình nguyện của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang chuẩn bị huy động toàn diện. Hãng thông tấn RIA Dhaka đưa tin, công ty quân sự tư nhân này có cơ chế hành động đã được phê duyệt từ lâu trong trường hợp ông Prigozhin hoặc chỉ huy lực lượng này. Ông Dmitry Utkin qua đời. Một nguồn tin xác nhận, trong trường hợp ông Prigozhin qua đời, sẽ có một cơ chế huy động toàn lực. Về máy bay nghi chở ông trùm Prigozhin bị rơi ở Nga, nhiều mảnh vỡ từ máy bay được tìm thấy nằm cách hiện trường 2 km. Kênh Russia 24 của Nga ngày 24 tháng 8 đưa tin, khi rơi tự do, mảnh vỡ của chiếc máy bay Embraer nằm rải rác trên khu vực dài 2 km tính từ làng Kuzhenkino, nơi phần lớn mảnh vỡ của thân máy bay được tìm thấy. Cũng theo kênh Russia 24, phần lớn mảnh vỡ máy bay rơi xuống khu vực nằm gần các doanh nghiệp nông nghiệp. Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, một trong những mảnh vỡ của chiếc máy bay Embraer đã nằm trên đường vào làng Kuzhenkino, cách hiện trường tai nạn khoảng 2 km. Cảnh sát địa phương đã phong tỏa các mảnh vỡ để phục vụ công tác điều tra. Một phụ nữ địa phương cho biết bà ấy nhìn thấy nhiều bộ phận của máy bay rơi ra khi máy bay lao xuống.